lượng mũi phát sáng sau khi nâng. Rồi, có một số bạn sau khi nâng mũi mà ánh sáng chiếu đèn một bên hoặc là ánh sáng mặt trời xuyên chiếu một bên thì chúng ta sẽ thấy rõ cái hình nó phát sáng hơi hồng hồng sáng ở cái phía đối diện. Đó là một cái hiện tượng liên quan đến cái vật lý ánh sáng thôi. Nhưng về mặt kỹ thuật thẩm mỹ liên quan đến nâng mũi thì chủ yếu nó là do da mũi các bạn mỏng hoặc là đậm, sụn, sai quang, nông ngay dưới da hoặc nồng quá cao. Trong những cái trường hợp như vậy thường thì là do đặt sống mũi bằng thanh silicone, đó là chất trơ trong và cái ánh sáng nó xuyên qua như vậy gây ra cái hiệu ứng. Nếu mà cái sụn mũi ở trong cái giới hạn bình thường, ngoài ra thì không có gì đặc biệt khác, không bị lộ sụn, không bị lệch vẹo gì cả, không bị di động quá nhiều thì chúng ta cũng không phải băn khoăn gì cả. Thì đối với những cái trường hợp nâng mũi bằng sống mũi suiform hoặc nanoform, đại loại là chất liệu Gore-Tex, thì nó là những cái mô có những lỗ nhỏ li ti, mô xốp, mô cơ thể mình nó mọc qua thì có thể không gây ra cái hiện tượng như vậy. Chia sẻ để các bạn hiểu thêm về cái vấn đề mũi phát sáng sau nâng mũi.